kể. Đó là một buổi sáng chủ nhật đầu tháng 3 năm 1960. Hôm ấy tôi làm nhiệm vụ bác sĩ thường trực toàn viện. Vào khoảng 8 giờ, một đoàn ô tô đến trước bệnh viện khu tự trị Việt Bắc. Xe đỗ lại, bác bước xuống nhanh nhẹn tiến qua cổng bệnh viện. Nhân dân và cán bộ ùa đến vây quanh bác. Đồng chí Phạm Văn Trương, bệnh viện phó và tôi bị đám đông chen lấn, không tài nào đến gần bác được mà chỉ nghe tiếng bác hỏi: "Ai phụ trách bệnh viện?" "Thưa bác, cháu ạ." Đồng chí Trương trả lời rồi mới lách qua đám đông để đến chỗ bác đứng. Tôi đi theo đồng chí Trương, bác bắt tay một số cán bộ bệnh viện. Tôi sung sướng được nắm chặt bàn tay ấm áp của bác. Bác vẫn giản dị trong bộ quần áo kaki, hồng hào, khỏe mạnh. Chúng tôi mời bác đi thăm bệnh viện. Bác hỏi ngay: "Bệnh viện có khoa trẻ em không?" "Thưa bác, có ạ." "Thế thì đưa bác đến đấy trước." Sau khi khoác áo blue trắng, bác bước vào buồng bệnh, thấy một số cháu gầy gò xanh xao. Bác chỉ vào một cháu hỏi: "Cháu bị bệnh gì mà gầy thế?" Chị Vân, y sĩ khoa nhi trả lời: "Thưa bác, cháu bị suy dinh dưỡng ạ." "Phải chăm lo chữa bệnh cho các cháu chóng béo khỏe để cha mẹ các cháu an tâm công tác, sản xuất." Bác ân cần dặn dò, rồi bác quay lại hỏi tôi: "Có bếp nấu cơm cho người ốm không chú?" "Thưa bác, có ạ. Xin mời bác xuống thăm." Xuống thăm bếp, bác tỏ vẻ hài lòng vì thấy nhà bếp ngăn nắp sạch sẽ. Quản lý nhà bếp là đồng chí Trương già, bộ đội chuyển ngành. Đưa bác đi xem từ chỗ chế biến thức ăn đến chạn đựng thức ăn. Nhìn thấy bảng chấm cơm có nhiều ký hiệu, bác hỏi đồng chí Trương: "Nấu ăn cho người ốm có nhiều vất vả không?" "Thưa bác, phải cố gắng ạ." Bác dặn: "Người ốm thường khó tính, phải nấu thức ăn thế nào cho ngon miệng, bệnh nhân mới ăn được. Mà có ăn được, người ốm mới chóng khỏi. Các chú cần gắng, làm cho tốt." Bác đến thăm khoa ngoại, bác hỏi tôi: "Hiện bệnh viện có người nào ốm nặng nhất, chú đưa bác đến thăm?" Tôi nghĩ ngay đến chị Nguyễn Thị G, cấp dưỡng ở khu gang thép Thái Nguyên. Một buổi sớm đang nấu ăn sáng cho anh em công nhân, không may chị bị ngã vào vạc nước sôi, bị bỏng toàn thân tới 80%, chỉ trừ cổ và đầu. Chị được đưa ngay đến khoa ngoại bệnh viện khu để cấp cứu trong cơn choáng nặng. Chúng tôi đã làm hết sức mình trong những ngày đầu để cứu chị thoát khỏi giờ phút nguy kịch. Hôm nay chị đã tỉnh táo nhưng nhiều vết bỏng còn nặng. Chúng tôi để chị nằm trong buồng riêng trên một chiếc cáng vải thưa. Khi đưa bác đến bên giường chị G, tôi sơ bộ báo cáo trường hợp bị bỏng và bệnh trạng để bác biết. Lúc đó chị G, người quấn đầy băng từ cổ đến chân, nằm trên cáng chăm chú nhìn bác. Tôi nói với chị: "Hôm nay bác Hồ đến thăm bệnh viện, chị bị bỏng nặng, bác đến thăm chị đấy." Chị G rất xúc động, đôi mắt nhòe lệ đi vì sung sướng, mấp máy môi: "Chào bác ạ." Bác rất thương, cúi nhìn người bệnh và hỏi giọng đầy đau xót: "Hiện giờ cháu có đau đớn lắm không?" Bác tỏ ra lo lắng cho bệnh tình của chị. Khi trở về, bác hỏi tôi: "Bị bỏng thế nặng đấy, liệu có chữa khỏi không?" Chúng tôi hứa với bác sẽ tận tình chữa cho chị G khỏi bỏng. Bác dặn đi dặn lại: "Các chú phải chăm sóc cho chu đáo, chúng cháu xin hết sức ạ." Ra đến cửa, tôi giới thiệu với bác cô Xuân hộ lý chuyên trông nom chị G. Bác ân cần dặn: "Cháu nhớ làm tốt công việc của cháu, lương y như từ mẫu, cháu nhớ nhé." Hôm sau khi giao ban buổi sáng ở khoa ngoại, tôi thuật lại lời dặn của bác cho chị em trong khoa nghe. Toàn thể anh chị em đều hứa sẽ cố gắng chữa cho chị G khỏi bệnh. Một thời gian sau, chị G ra viện, chị trở thành hộ lý của bệnh viện khu gang thép Thái Nguyên. Chữa khỏi một người bị bỏng nặng tới 80% diện tích cơ thể, cơ năng phục hồi hoàn toàn là một thành tựu xuất sắc của bệnh viện khu tự trị Việt Bắc. Thường thì tỷ lệ tử vong những trường hợp bỏng rộng như thế rất cao. Chúng tôi, những thầy thuốc ở bệnh viện này rất tự hào về thành tích đó, càng vô cùng sung sướng là đã thực hiện đúng lời hứa với bác hôm bác đến thăm bệnh viện, chữa khỏi cho chị G. Hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Mọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết. Khi buộc phải ra ngoài thì phải luôn luôn đeo khẩu trang. Giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét khi tiếp xúc với người khác. Giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây.
Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chứa cồn, ít nhất là 60% cồn. Súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh. Thực hiện ăn chín uống sôi. Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức khỏe bằng ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý, luyện tập thể thao. Tăng cường thông khí khu vực nhà ở bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên lau nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các đồ vật trong nhà bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn thông thường khác. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng. Tránh mua bán, tiếp xúc với các loại động vật nuôi hoặc hoang dã. Hãy ở nhà nếu cảm thấy không khỏe. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám, điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. Hãy làm theo lời khuyên của các tổ chức y tế cộng đồng hoặc nơi làm việc để biết cách bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và những người xung quanh. Hiện tại, người dân có thể liên hệ với 2 số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế để cung cấp thông tin về bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là 1900-3228 và 1900-9095. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới trong ngày 24 tháng 4, khi nhiều quốc gia Đông Nam Á ghi nhận thêm nhiều ca mắc và tử vong mới. Trong khi đó, Nga cũng đang trở thành một điểm nóng mới tại châu Âu với số ca mắc mới tăng cao. Hiện nhiều quốc gia đều thận trọng trong việc dỡ bỏ hạn chế giãn cách xã hội và đi lại. Singapore hiện là quốc gia Đông Nam Á có số ca mắc cao nhất khu vực với hơn 12.000 trường hợp sau khi ghi nhận tới 900 ca mắc mới trong ngày. Trong khi đó, Indonesia cùng ngày cũng ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục. Philippines và Malaysia cũng đều thông báo thêm các ca mắc và tử vong mới. Diễn biến dịch phức tạp đã khiến nhà chức trách Philippines và Malaysia cùng ngày quyết định kéo dài lệnh phong tỏa tới giữa tháng 5. Trong khi đó, giới chức Nhật Bản đã xác nhận thêm 43 ca mắc mới trên siêu du thuyền Costa Atlantica của Italy đang neo đậu tại cảng Nagasaki, nâng tổng số ca mắc được ghi nhận trên tàu lên con số 91. Dự báo số ca mắc trên tàu còn có thể tăng cao khi mới chỉ 1/3 trong số hơn 600 người được xét nghiệm. Còn tại Hàn Quốc, nước này đã công bố dự thảo hướng dẫn thực hiện giãn cách xã hội song song với nối lại hoạt động kinh tế để lấy ý kiến của người dân và giới chuyên gia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nga cùng ngày xác nhận trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm gần 6.000 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại đây lên gần 70.000 người. Ngày 24 tháng 4, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc công bố tên chính thức của sứ mệnh khám phá sao hỏa đầu tiên vào cuối năm nay của nước này là Thiên Vấn 1. Kế hoạch này là một phần trong nỗ lực đưa Trung Quốc thành một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực khám phá vũ trụ và kỷ niệm 50 năm quốc gia này lần đầu tiên phóng vệ tinh vào không gian. Theo Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, cái tên Thiên Vấn bắt nguồn từ bài thơ nổi tiếng của đại thi hào Khuất Nguyên với ý nghĩa thể hiện sự ngoan cường và kiên trì khám phá thiên nhiên cũng như phát minh khoa học của con người. Dự kiến, Trung Quốc sẽ triển khai nhiệm vụ thăm dò sao hỏa không người lái trong năm nay, đặt mục tiêu bay vào quỹ đạo, hạ cánh và thám hiểm chỉ trong